Mến chào quý vị và các bạn. Thì mình đang đi trên con đường này là đường Văn Cao. Quý vị có thấy tòa nhà rất là lớn trước mặt, đó là tòa nhà Lotte. Nó nằm ngay cạnh cái khách sạn Đại U. Đây là tòa nhà lớn thứ hai của thành phố Hà Nội, sau cái tòa nhà Khang Nam. Được biết là trong Sài Gòn thì cái tòa nhà Landmark 81 là vừa mới đi vào hoạt động rồi. Thấy mọi người quay rất là nhiều. Tòa nhà Lotte này thì mình cũng đã lên trên đấy, mình quay toàn cảnh thành phố Hà Nội rồi. Trông cái này nó làm kính là nhìn nó hấp dẫn nhỉ. Vâng, đẹp sang trọng. Ốp kính hết. Toàn kính chịu lực. Toàn này mà so với toàn Việt Nam thì thiết kế toàn nào đẹp. Thì ra là nhìn thì nó cũng dứa dứa như nhau. Căn bản là cái tòa nhà Lotte này thì là nó ở cái khu này, nó là một mình một đấy, một mình một vị trí, nhìn thành ra nhìn cảm giác nó chòi lọi. Còn cái tòa nhà Khang Nam đường Mỹ Đình kia thì vì nó là xung quanh nó có cũng nhiều cái tòa nhà cao tầng ấy, nên là có cảm giác là nó không bị gọi là lẻ loi, trơ trọi. Còn ở chỗ này thì vì là xung quanh thì không có nhiều nhà cao tầng, nên là cảm giác cái tòa nhà này nó đúng là trơ trọi mình. Vâng, đấy, kiểu trơ trọi mình ấy. Ít nữa họ xây dựng xung quanh đây mấy tòa nhà cao cao này thì nó sẽ đỡ hơn. Đây này, bên tay trái mấy tòa nhà đang bắt đầu mọc lên kìa. Đấy, không biết là tòa nhà của nhà đầu tư nào. Vẫn đang trong thời gian xây dựng, chắc sắp xong rồi. Hình như họ đang hoàn thiện, đang khâu sơn. Tòa nhà xanh xanh như là tòa nhà của Đài Truyền hình Việt Nam VTV. Ngày xưa tòa nhà đấy là cũng kiểu dạng hoành tráng rồi đấy. Vâng. Sau này rất nhiều các tòa nhà khác. Đây, rẽ phải là vào cái đường Đào Tấn này. Trong này có đây, tòa nhà Lotte đây, cao chọc trời đây, khủng khiếp không? Phố này là phố Đào Tấn.
quán của Australia đây à? Em có cảm giác là đại sứ quán của mỗi nước họ thiết kế tự xây theo phong cách riêng của họ hay gì ấy. Ở trong cái khu Ba Đình ấy thì nó nhà có sẵn. Bên tay trái kia là vườn thú Hà Nội. Đào Tấn này cũng mới có cách đây hơn chục năm rồi chứ nhỉ. Trước làm gì đã có cái phố này đâu. Phố này là phố mới. Đây là đường Vành Đai 2. Rồi, đây là sang phố Nguyễn Khánh Toàn. Đây cũng là con phố mới. Ngày xưa ở khu này toàn là mương với cả ruộng. Đặc sản nổi tiếng của Nguyễn Khánh Toàn là gì ạ? Chả rõ nữa. Giống Trần Duy Hưng nữa. Nhưng mà toàn các nhà nghỉ ấy. Rồi đến gốc cây nào thì có người khách. Đây là những con phố rất là mới của Hà Nội. Mới có cách đây, nó chỉ có cách đây khoảng độ 15 năm đổ lại đây thôi. Đi thẳng đây lên là lên đến chùa Hà. Rất nhiều thanh niên hỏi là đây có bán X-Chater không? X-Chater hả? X-Chater ấy. X-Chater hả? Xe. Ờ. Trên phố chùa Hà. Nhiều là khác, vấn đề là phải biết mua. Dạ. Muốn mua xe phải lên tận nơi. Vâng. Ni lông xe máy.
đi một vòng qua khu Trung Hòa Nhân Chính, khu về quay nhà sướng. Phố này dài phết đấy chứ. Dài. Hà Nội còn rất nhiều những nhà tổ chim. Cái này là một cái công viên đấy. Vâng. Gò này là nhân tạo hết. Đều nhân tạo hết mà anh. Công viên Tây Đô, Nghĩa Đô. Trường Dịch Vọng đang tập trung học sinh. Công viên ở đây vừa. Vâng, công viên này mát mà. Phê. Và cô vào ăn với ta. Vừa phở vừa cà phê. Hà Nội American Interaction Hospital, bệnh viện Hà Nội. Cái quán phở đông nổi tiếng lắm nhỉ. Hơn còn hơn cả phở Lý Quốc Sư. Quán phở đấy sang trọng hết. Dạ. Đi về, trưa đói quay về đấy ăn. Nó bán buổi trưa hay chỉ bán? Đây là trường Nghĩa Tân, một ngôi trường phải nói là quá là hiện đại của thủ đô Hà Nội. Trong nếu như trong hệ thống các cái trường công lập của Hà Nội thì trường Trung học cơ sở Nghĩa Đô này là trường gọi là xịn nhất, bậc một luôn đấy, đứng đầu nhất rồi. Đây chắc là vào đứng đây. Đầu đấy, đứng đầu của Hà Nội luôn đấy. Vào đây chắc là phải ganh đua ghê lắm. Vâng, tức là nó là trường công lập anh ạ. Nó là trường công lập nhá, chứ không phải là mình không nói là trường dân lập hay quốc tế nhá. Rồi. Trong hệ thống trường công lập của Hà Nội nó là trường số 1 đấy. Nhưng mà chất lượng đào tạo thế nào? Chất lượng cực kỳ ok luôn. Cơ sở vật chất thì quá là ngon rồi, đầy đủ hết, bể bơi rồi thang máy, nói chung đầy đủ như quốc tế, được chưa? Hoành tráng đấy. Em mấy lần em đi tập huấn vào đấy rồi mà. Đây có cái tòa nhà mới đang xây. Tòa nhà này là tòa nhà Tân Hoàng Minh. À, cũng là một Tân Hoàng Minh. Xây đẹp thế nhỉ? Xây như kiểu là đá. Phong cách Italia hết nhỉ? Vâng. Xây kiểu ở ngoài họ ốp đá luôn ấy. Ốp đá, mình cứ tưởng là họ chưa làm sơn. Vâng, không phải. Ra là ốp đá nên là nhìn nó thế. Có tượng là đá nguyên khối. Hai phết.
công trình cũng xây kết nhiều mà đại khái là cứ à đây là bảo tàng dân tộc học Việt Nam à. Các cái mảnh đất trống là hầu như là các tòa nhà cao tầng mọc lên. Ôi nhìn khác gì Singapore đâu. Đấy lượn một vòng ấy, lượn một vòng xung quanh Nghĩa Đô rồi đấy. Còn cái đường này để sau. À. Dịch Vọng này có mấy trường cũng ấy, nổi tiếng. Trường này là trường tiểu học Dịch Vọng B. Đây là trường trung học cơ sở Dịch Vọng. Hôm nay các con đi tập trung. Xây vòng xuyến to thế. Khu vực này buôn bán xe máy. Đây là khu chùa Hà. Đây, chợ xe máy đây. Đó. Chợ xe máy đã từng làm video cho các bác xem rồi. Rồi đây là ta ra đường Xuân Thủy.